Mọi người chúng ta niệm Phật, lễ Phật cũng siêng năng, nhưng mình cứ khi hỏi lại mình thật lòng, mình muốn thật lòng đời này, muốn về cực lạc không quý vị? Đúng không? Thật lòng nha. Ai thật lòng đời này muốn giảng sanh về cực lạc rồi đưa tay coi thử. Vì nhớ, vì thật lòng mình muốn giảng sanh thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái khảo sát. Giống như chúng ta học tới tốt nghiệp thì không đơn giản, nên là mình sẽ gặp rất nhiều cái khảo sát trong cuộc đời này. Nên hỏi lại lương tâm mình thật lòng là đời này mình muốn giảng sanh hay không. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì phải được sự khảo sát, thử thách, bị chửi mắng, bị hại, bị la gầy, bị mọi mặt, nó tóm lại là bị rất nhiều thứ. Rồi mình bị nhiều những thứ đó, bản thân mình có thấy mình bị thiệt thòi hay không? Nếu mình thấy mình bị thiệt thòi thì mình phải cố gắng, tiếp tục cố gắng. Nghĩa là không thối tâm nhưng mà cố gắng. Nghĩa là mình phải được sự khảo sát suốt luôn. Như cái lúc nào mình thất bại mình phải quay lại cố gắng tiếp tục. Tại mình là phàm phu, mình cho mình cơ hội là lỡ mình thất bại mình cố gắng quay lại. Nên quý vị biết rằng là chúng ta đến với cuộc đời này, bao nhiêu con người chúng ta phải gặp, đó là bao nhiêu cái nhân chúng ta đã gieo mà gặp lại trong cái cõi này. Mà thường là đã là cõi đời này, Phật nói là ngũ trượt ác thế, thì đa phần là nghịch duyên. Nghịch duyên là nhiều, nên tu trong cõi đời này là đa phần nghịch duyên. Gọi là nghịch duyên là sự thử thách, khảo sát mình có thật sự bạn muốn về cực lạc không? Thực sự bạn muốn về cực lạc hay không? Nên mỗi một người mình đừng có thấy mình bị thiệt thòi khi bị khảo đạo. Vì mục tiêu mình là ở thế giới cực lạc, chứ không phải ở đây. Vì thì mình phải dũng mãnh tinh tấn niệm Phật trong cái sự thử thách. Đúng không? Thiện nhất tâm, phải cố gắng, nỗ lực lên. Giống như giờ hai vợ chồng của Trần Lâm với Liên Phúc là phải về cực lạc thì phải nỗ lực thôi chứ sao vậy. Vợ tu là mình tu, vợ nghĩ tôi cũng tu luôn. Nên từ nữa đó, tâm quyết cực kỳ mạnh. Còn mấy bé nhỏ thì gieo duyên thì từ các cháu, nhân duyên phát triển từ từ tùy các cháu. Cháu rất là dễ thương, những Đức thấy hết rồi, khỏi nêu tên. Thấy các cháu tu thấy hết, trong lòng mình rất là hoan hỷ thấy các cháu niệm Phật, tu tập. Nên từ nơi đó mà mình nhìn, ví dụ như trong cái cõi đời này đi, thuận nghịch nó dày mỏng, nó dễ biết. Nít thì cũng nhiều, nít mình thấy mình thương hết. Nhưng mà có những đứa con nít mà mình thấy nó, mình thương nó, sao đâu, lạ lắm. Cái đó là mình để tự nhiên đó thôi, để tự nhiên thôi. Thí dụ như con bé mà Linh đó mà nó lễ Phật như Đức, thật sự mà nói như Đức thấy nó là Đức hoan hỷ, không biết sao á. Nghĩa là duyên với mình với nó dày sao, ngộ lắm. Nít mà thấy nó nghiêm túc, nó lễ Phật lạ lùng vô cùng. Mà mặt cái đầm, ai nói gì nó cười. Tự ngộ ghê, thấy không? Là nít niệm Phật sanh duyên. Nên mình đã thật sự muốn về cực lạc thì bản thân chúng ta phải được sự khảo sát thử thách. Không thấy mình thiệt thòi nha quý vị. Nếu như mà mình mang tâm hờn trách thì phải xem lại mình đó. Mang tâm bực bội lúc nào cái vi tế mình phải xem lại mình đó. Mang tâm bực bội là phải xem lại, phải điều chỉnh liền. Có nghĩa là một lần không được, hai lần, ba lần, năm lần, 10 lần, phải nhất định phải được. Phải điều chỉnh cái tâm lại, không hờn giận bỏ trong tâm, phải làm cho bằng được. Tại vì mình niệm có Phật hiệu là niệm cái vô lượng giác, mà bây giờ mình còn không vừa lòng, không vừa ý người này người kia, thuận thì vui mà nghịch thì buồn, thì đó là tâm tính của phàm phu. Thì đã là tâm tính của phàm phu mà niệm Phật thì phải nỗ lực, phải điều chỉnh cái này, phải điều chỉnh thật sự, điều chỉnh từ tâm. Nhuận Đức bắt tay vào cái chỗ này điều chỉnh. Điều chỉnh là Nhuận Đức nghĩ rằng công phu niệm Phật sẽ làm được thôi, chắc chắn luôn. Như câu chuyện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà một cái tiền kiếp nào của Ngài, Ngài tu hành nhẫn nhục, phải không? Vua Ca Lợi lại thấy hỏi ông làm gì, là tu hành nhẫn nhục. Cứ như vậy thôi, Ca Lợi gọi là bạo quân đó. Thì bắt Ngài lăng trì xẻ thịt. Vì nghĩ cỡ nào chưa? Lăng trì xẻ thịt, cầm một cái dao cắt từ miếng thịt, cắt từ miếng thịt, cắt từ miếng thịt, cắt cho đến khi mà chết tại chỗ. Mà khi Ngài sắp chết thì Ngài phát một lời nguyện như thế này: tôi không có một chút xíu gì bực bội ông cả, một chút bực bội không có, vì tôi tu hạnh nhẫn nhục, mà không có ông làm điều này, làm sao rèn được cái hạnh nhẫn nhục ba la mật của tôi được viên mãn. Ông đã phát tâm một cái đại ác này để rèn tôi, để tôi phát triển được cái đại thiện nhẫn nhục ba la mật tôi viên mãn. Ghê không? Nếu không có Vua Ca Lợi dùng cái đại ác này đến với một vị tu hành nhẫn nhục, thì làm sao Đức Thích Ca Mâu Ni hành được cái hạnh đại thiện và đại nhẫn viên mãn? Ghê không? Quá đặc biệt. Khi Ngài gần chết rồi, Ngài nói rằng tôi không có một chút xíu gì bực bội ông hết. Khi tôi thành Phật, người mà đầu tiên tôi sẽ độ nhất định là ông. Người đầu tiên tôi độ nhất định là ông. Đức Thích Ca Mâu Ni đã hứa lời đó. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài quán cơ, thì Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như khi tu ở Giường Nai, thì quý vị biết rằng là Ngài đến đó, người đầu tiên Ngài thuyết pháp mà Ngài độ đó là Kiều Trần Như, chứng quả A-la-hán đầu tiên nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Đúng như lời đã hứa. Mà Kiều Trần Như là Vua Ca Lợi của những đời kiếp trước đó, đã từng hại Đức Phật. Đức Phật hứa rõ ràng Đức Phật sẽ đến độ. Đức Phật Ngài nói rằng là tôi đúng ra là một vị Phật thứ 5, còn Di Lặc Bồ Tát là vị thành Phật đầu, có nghĩa là vị thành Phật trước tôi, vị Phật thứ 4. Nhưng nhờ ông khảo đảo rèn tôi, mà tôi tu hạnh nhẫn nhục ba la mật được viên mãn, nên tôi thành Phật trước Phật Di Lặc Bồ Tát. Phật Di Lặc Bồ Tát phải lùi lại vị Phật thứ 5, còn Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 4. Quý vị thấy có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi. Sự khảo đảo, sự thử thách không có thiệt thòi. Quý vị nhớ ra nè, Phật Bồ Tát đi đến thế gian này, các ngài đang khảo đảo quý vị. Vì sao? Vì quý vị quý các ngài làm cho quý vị quý các ngài. Xong các ngài sẽ làm sự khảo đảo cực kỳ lớn lao trong cuộc đời này. Để làm chi? Để quý vị bực bội, chịu nổi không? Điên cuồng để chạy theo, mù quáng để chạy theo quá trời luôn, làm một cái chuyện kinh khủng. Sau này cuộc đời của những đức tu sau này giảng sanh về cực lạc, quý vị nếu ai còn ở lại nhớ nói câu nói này, kể những cuộc đời của những đức đã qua. Con người này giống như không biết gì, hoài nghi giới luật cả. Thì kể nhớ nghe, con người này cực kỳ hư hỏng từ đời lẫn đạo luôn. Nhưng con người này chỉ được đúng được một cái thôi, là con người này tin Phật niệm Phật. Hồi nãy như Đức niệm Phật, như Đức ngước lên nhìn Đức Phật A Di Đà, trong lòng như Đức nói rằng nếu như con mà tín nguyện, con niệm Phật, con muốn sanh về thế giới cực lạc, mà nếu như việc này của con mà quyết tâm như vậy, dù con có sai lầm cỡ nào con cũng niệm Phật, niệm danh hiệu này, con muốn sanh về thế giới cực lạc. Nếu như cái đó mà con không sanh về thế giới cực lạc thì Ngài báo cho con biết, con làm lại. Còn nếu như con nghĩ rằng cái cõi nhân sinh này quá nhiều người sai, mà con cũng ở trong hàng ngũ đó mà bước ra để niệm Phật mà được thành tựu, thì Ngài nên cho con một cái cảm giác tuyệt vời trong nội tâm. Lúc đó trong tâm đúng là dạt dào, tuyệt vời. Lúc nãy niệm Phật nó dào dạt, sao đâu trong lòng mình nói chắc chắn rằng là Đức Phật A Di Đà phải rước mình về cực lạc thôi, chắc chắn luôn. Nên sau này quý vị nhớ, những con người mà đã biết qua những thứ hay các cháu nhỏ này nè, Sau này những đức đã giảng sanh về cực lạc được. Các con nói ông thầy đó như vậy đó, ông rất là hư, ông rất là nhiều người chửi ông. Thì nhớ rằng đến với cuộc đời này đâu phải độ mặt thuận không đâu. Người ta chửi mình cũng là, đối với mình cũng là cái thuận đó quý vị. Không có nghịch chút nào đâu. Tại cái tâm mình thôi. Tại cái tâm mình theo cái cảnh duyên của chúng sanh mà có buồn, có giận, có hận, có trách để phù hợp. Nếu như trong cuộc đời này quý vị nói tôi không buồn giận hận trách ai, người ta chịu không nổi quý vị luôn đó. Phải buồn giận hận trách theo cái tâm đó mà phù hợp. Nói bây giờ quý vị coi, một con người hướng dẫn quý vị tu tập, từ khi tất cả những người quý vị biết những đức, có bao giờ những đức kia bị làm sai không? Tất cả hàng Phật tử đã từng biết qua những đức, mấy chục ngàn con người, cả trăm ngàn con người, không biết bao nhiêu người mà nói. Quý vị có bao giờ thấy những đức gần gũi quý vị, những đức kia bị làm một việc gì sai không? Ai mà những đức đã từng kêu bị làm sai, quý vị lỡ vì gặp những đức, quý vị nói ra đi cho những đức nghe. Chưa có một người nào trong cuộc đời những đức mà từ khi những đức gặp Phật pháp mà những đức kêu bị đi làm sai. Những đức đều khuyên quý vị niệm Phật, khuyên quý vị hiếu với cha mẹ, khuyên quý vị chân thật, điều toàn là làm điều đó không. Nhưng mà cuối cùng bản thân những đức đi làm sai. Quý vị có bản lãnh đó không? Quý vị có bản lãnh đi làm sai không? Muốn làm cũng không được. Mà khi quý vị làm một chuyện sai nhỏ của bản thân những đức làm thôi, thì bản thân quý vị đã gục ngã tại chỗ rồi, chứ đừng nói mà quay đầu. Thấy không? Đó là cái mà quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ nghe. Tất cả những Phật tử đã biết qua những đức, chưa bao giờ những đức quý vị làm một điều gì sai. Những đức đều làm cho quý vị vui, khuyên quý vị niệm Phật, làm đa dạng phương tiện, làm bố thí cúng dường gì quý vị cũng làm chung, quý vị được tu phước tu duyên mà những đức làm bằng cả tấm lòng mình, chân thật làm. Đúng không? Chưa bao giờ những đức kia bị làm sai, chưa bao giờ những đức dụ dỗ vì kia bị đưa tiền cho những đức, cũng chưa bao giờ những đức kia bị chồng bỏ vợ gì hết, bỏ con bỏ gia đình. Những đức chưa bao giờ kêu một điều này đối với quý vị. Nên vì sao các cháu nhỏ nói có một ông thầy đó ông sai vậy đó, ổng như vậy đó, nhưng mà mục tiêu của ổng đặc biệt vô cùng. Chúng ta phải nhìn nhận đó là gì? Ổng niệm Phật. Mà ông này cực kỳ lạ, cái mặt ông cực kỳ chai, không ai có thể làm mặt chai như ổng được. Không ai có thể làm mặt chai, có khả năng mặt chai như ổng được. Ông có thể làm bao nhiêu sai trước mặt bao nhiêu con người, ông dám mạnh dạn dõng dạc như một con người cực kỳ là đúng đắn. Vì có bản lãnh không? Ngồi suy nghĩ lại đi. Nên từ nơi đó, thấy không? Nên chúng ta sống trong cuộc đời này, đừng có bao giờ thấy ai nói gì là ùa theo, thấy ai chửi người khác cũng ùa theo, chửi đại càng theo. Đó cũng là kết duyên đặc biệt đối với người thật sự có tâm giải thoát. Không có gì xấu, hiểu không? Đến một ngày nào tuyệt vời lắm, đến một ngày đẹp trời. Đẹp trời nghĩa là mặt trời mọc lên á, trời chuyển đi mặt trời mọc không được, sáng lên mây đen đó trôi đi, mặt trời mọc lên cái thì mặt trời mọc lên quý vị, soi vạn vật nhân gian này cái quý vị được chút một chút xíu cũng làm cho quý vị cảm thấy ấm lòng. Nhớ nên quý vị nói như thế cái gì cuối cùng như thế cũng niệm Phật, quyết tâm niệm Phật là sanh cực lạc rồi đó. Những đức bước ra bên ngoài, có những người quý như đức họ nói thầy muốn bận đồ nào, như đức nói, tôi bận đồ đẹp. Kỳ cục như vậy đó, tôi bận đồ đẹp. Làm những cái chuyện rất kỳ cục, không khiêm nhường chút nào cả. Nó kệ, trong cái ngũ dục lục trần này trốn nó cũng không được. Trốn nó thì không hữu tình chúng sanh, mà đã hữu tình chúng sanh thì không có ác. Tại hữu tình chúng sanh mà ác cái gì giờ? Hữu tình là chúng ta có thể trong cái hữu tình đó, nên trong cái nghịch thì mình tu nghịch, trong cái thuận mình tu thuận, thuận cũng tốt. Nhưng quý vị nếu không phát tâm Bồ Tát đạo đố vào trong cái thuận quý vị tốt. Tại vì trong cái thuận quý vị sẽ bị lấy lại. Thuận quá nên danh tiếng nổi bật lên thì người ta lấy của mình. Nếu mình không phát tâm Bồ Tát đạo thì mình sẽ phiền não thôi. Còn trong cái nghịch mà bản thân chúng ta không quyết tâm để mà gieo duyên Bồ Tát đạo thì chúng ta sẽ buồn, mà đã là buồn thì chúng ta nhất định phiền não, mà phiền não sao giáng sanh? Trong cái thuận cũng tốt, trong cái nghịch cũng tốt. Nghịch thì nhất định sẽ có người lấy lại thôi. Mà ai lấy lại? Phật Bồ Tát lấy lại của quý vị đó. Vì chỉ có các ngài mới đến lấy lại thôi. Nên các ngài thể hiện rất nhiều cái điều xấu để chi? Để cho quý vị chịu không nổi. Quý vị cảm thấy quý vị là người niệm Phật giảng sanh, vì chịu nổi khi người ta làm xấu không? Bản thân mình còn chưa nhìn lại mình. Ba người cùng đi, toàn là thầy của mình. Mình là người chứng giữa, hai bên đều là thầy. Người thiện của mình có thiện hay không? Người ác của mình có ác hay không? Mình chỉ biết cái thiện để tung hô, còn cái ác thì mình quên nhìn lại chính mình. Bản thân mình có ác không? Nói rất là rõ ràng, nhưng mà tại mình không tin thôi. Nếu như mình thật sự mà mình muốn giảng sanh về cực lạc thì mình lo mình đi, mình lo mình niệm Phật giảng sanh đi. Đó. Cái điều này quá tuyệt vời rồi. Đó. Thí dụ như bây giờ Nhuận Đức tổ chức chương trình bao nhiêu con người đến tu Nhuận Đức, quý vị làm được như Nhuận Đức không? Nhuận Đức nuôi bao nhiêu người già, quý vị làm được như Nhuận Đức không? Đó. Rồi Nhuận Đức có từng xin quý vị một cắt bạc nào, quý vị có làm được điều đó không? Rồi Nhuận Đức làm việc sai lớn, cực kỳ lớn, quý vị làm được như Nhuận Đức không? Rồi Nhuận Đức bước ra tới ngoài đời, Nhuận Đức giảng niệm Phật, quý vị làm được như Nhuận Đức không? Quý vị, Nhuận Đức nhắc những điều quý vị làm không được như Nhuận Đức. Quý vị ngồi suy nghĩ kỹ lại đi, tỉnh đi. Đó. Vì làm cũng không bằng người ta chứ mà không chịu tỉnh. Tôi mà làm sai thì tôi làm sai cực kỳ lớn, tôi làm thiện cực kỳ lớn. Tại sao? Vì tôi đối lập lại. Thì cuối cùng tôi phải đi đâu? Cực lạc chứ đâu. Nghe không? Để vì sao những cháu nhỏ này nó nghe nói ô vậy là con người sai cỡ nào cũng có thể quay đầu niệm Phật được và sửa đổi lỗi lầm, có thể giảng sanh. Con người về sau cực kỳ sai, về sau càng sai, càng sai rất nhiều. Họ đều có cơ hội quay đầu. Vì sao? Vì nếu nói đúng không, người ta không có cơ hội quay đầu. Tôi sai, tôi làm rất nhiều điều sai, có. Tôi cũng làm rất nhiều điều tốt, có. Tùy quý vị nhận thức thôi. Nha. Và mỗi con người chúng ta ai cũng đều như vậy hết. Miễn làm sao chúng ta có thể đứng lên, dù cỡ nào cũng đứng lên, té 100 lần cũng đứng lên nữa. Đứng chừng nào đến cuối cùng quyết định nó là chúng ta kiểu như là lãnh bằng rồi đó. Đúng không? Lãnh bằng rồi đó nghe. Thiện nhất tâm. Thấy chưa? Giờ các trang phải làm sao? Cái trang mình có nhiều người coi, bây giờ tu chung đi. Rồi xong á, phát trực tiếp cho cái trang của mình á. Cái chùa của quý vị có người vô tu. Bây giờ Nhuận Đức nói bây giờ cái trang của quý vị, cái trang của Thiện Nhất Tâm là cái chùa đó. Quý vị lập một cái trang cho nhiều người vô nghe Pháp là cái chùa đó. Bây giờ đã là cái chùa trên không chung như vậy thì vì tại sao không mở ra? Không mở ra một cái trang cho người ta tu. Tại sao không mở tâm lượng ra quý vị? Nhuận Đức đâu có kêu gọi tiền bạc hay vật chất gì đâu. Chỉ cần quý vị mở ra một cái ngôi chùa trên không trung, vì kết hợp với ngôi chùa lớn cái chỗ của Nhuận Đức. Nhuận Đức là tổng đại chính nè, phải không? Quý vị có dịp nào quý vị là đây vì tu chung Nhuận Đức rồi vì sẽ cảm giác. Nhưng mà quý vị phải mở tâm lượng mới cảm giác nghe. Tại vì sao? Đây là tổng đài. Quý vị biết cái tổng đài chính đó, nó phát ra cỡ nào chưa? Quý vị coi bây giờ cái duyên Nhuận Đức con nít mà còn ngồi niệm Phật kia. Vậy thì quý vị nghĩ cái tổng đài này cỡ nào chưa? Nên quý vị nên kết hợp cùng với cái tổng đài chính này để làm cái chuyện lợi ích cho chúng sanh. Phát sáng ra. Dùng cái nơi mà thiếu điện đi chăng nữa cũng phát sáng cái vùng quê lên. Nó nên mỗi một trang á, nên suy nghĩ. Tại sao cái trang của mình không chịu mở cái tâm ra? Mình trực tiếp cho người ta tu, để mình vô tu, mình trực tiếp cho người ta tu. Mình lễ Phật, mình cho người ta lễ Phật. Một mình thôi, bao nhiêu con người tu. Tại sao mình không làm điều này? Điều này nó cực kỳ ý nghĩa, tại sao không làm? Bây giờ có một mình Nhuận Đức lên tu ngày 5 thời, quý vị tu theo quá chèn luôn. Tại sao Nhuận Đức không làm? Điều này là điều cảm thấy hạnh phúc. Không thấy mệt mà thấy hạnh phúc. Nên nỗ lực lên. Hãy xem lại mình đi. Phải cố gắng nhận thức mình để cố gắng mình niệm Phật. Đừng nên lo buồn, bận tâm gì nhiều quá. Hãy niệm Phật đi. Phật A Di Đà Ngài sắp xếp sẵn rồi. Trong cuộc đời này thuận và nghịch, bạn hãy trong đó mà niệm Phật đi. Bạn đừng buồn nữa, bạn đừng lo nữa. Tất cả những người biết những đức quý vị cứ yên tâm, đừng có lo, đừng có buồn gì hết trơn á. Mình đã quyết tâm niệm Phật giảng sanh rồi. Trong cái cõi này dù cho bạn áo gấm đi chăng nữa thì cũng là áo mục thôi. Mục tiêu mình là ở thế giới cực lạc. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế đồ ngài bạn, đồ đẹp hay đồ gì đi chăng nữa, cũng vì chúng sanh mà bạn. Nếu quý vị làm được điều đó thì quý vị cứ làm, không làm được thì tùy duyên quý vị đi. Nên mỗi một người như bà Diệu Ngọc rồi đó phải niệm Phật tinh tấn lên từ nơi đó mà mắt sáng lên chứ gục lên gục xuống chi. Dù cho gặp người ta, dù cho người ta cái gì đi chăng nữa, người ta nói mình cái gì chăng nữa, niệm Phật. Quý vị bị một, tôi bị 1000, 100. Tôi còn khuyên quý vị, tôi còn niệm Phật giáng sanh. Thì thấy không, tôi mà bị là tôi bị nhiều chưa? Nó bị một tập thể lớn luôn á. Còn quý vị bị chỉ một hai người thôi. Nó gì mà muốn rớt thua. Thấy không? Phải nỗ lực lên nghe, không có thấy mình thiệt thòi nghe. Phật A Di Đà ngài đang giang tay gì nè, ngài đang chuẩn bị đưa bông sen xuống. Thấy không quý vị? Đưa bông sen xuống nghe. Nên buổi tối như Đức trước khi chưa ngủ như đưa tay làm vậy nè quý vị, giống như hứng bông sen, thấy không? Đưa tay hứng như này mà trong lòng vui lắm quý vị. Nói cái lúc nào trong lòng cũng hứng bông sen, chờ hứng bông sen. Nó nhớ kỹ, lúc nào tôi cũng gì hứng bông sen vậy được không? Hứng có ngày thế nào cũng dính cái bông. Hiểu không? Thế nào Phật A Di Đà cũng đưa bông sen xuống. Cứ nghĩ gì trong lòng nó còn nó thoải mái gì đâu quý vị. Ô là quý vị, nó đâu có gì thiệt thòi đâu quý vị. Ô là quý vị, thấy không? Nó giống như mà mỗi người á, làm cái hình nền tu, hình này hình kia hình nọ. Có những người làm hình rồng Phật A Di Đà ngồi trên hình rồng thì sao cũng gì mục tiêu là Phật A Di Đà đến rước mình thôi, biết không? Nó ngài đưa cái tay gì nghĩa là trong lòng Phật A Di Đà lúc nào nghe, lúc nào ngài cũng có thể cứu độ chúng ta, chỉ cần chúng ta tin các ngài. Ngài đưa tay rõ ràng mà, thấy không? Nó tay phải cầm bông sen, tay trái đưa tay ra, tay trái đưa tay ra, đúng không? Nghe lúc nào cũng gì, đến lúc là để bông sen xuống, tay trái nâng quý vị lên, bỏ lên bông sen, đi về cực lạc con. Nó mê chưa? Phải quyết tâm về cực lạc quý vị ơi, phải về cực lạc nghe. Rồi chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.